Sáng nay, tại trường cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng, đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội thao truyền thống 15 tháng 10, kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10, 2022. Tham gia hội thao có trên 500 vận động viên là cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên, công nhân thuộc đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thi đấu ở các bộ môn như bóng đá nam và bóng chuyền hơi nữ, bi sắt, bánh xe khổng lồ, nhảy dây tập thể, kéo co, chuyền bột. Song song đó, các hoạt động ngày hội học sinh sinh viên năm 2022 cũng được diễn ra với các trò chơi và phần thi hấp dẫn, thu hút đông đảo học sinh sinh viên trường cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng, trường cao đẳng nghề Sóc Trăng và trường trung học phổ thông dân tộc nội trú Huỳnh Cương tham gia. Hội thao truyền thống 15 tháng 10 là hoạt động thường niên tạo sân chơi giải trí lành mạnh, bổ ích, giúp cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên nâng cao thể lực, sức khỏe, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi, thắt chặt tình đoàn kết giữa cán bộ, đoàn viên và các cơ sở đoàn trong toàn khối. Đây cũng là hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng lần thứ 7, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Thưa quý vị và các bạn, sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019, các cấp ủy đảng, chính quyền xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu đã tiếp tục duy trì và nâng cao thành tích đạt được, tích cực tuyên truyền vận động người dân tham gia xây dựng các tiêu chí để sớm được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần của người dân địa phương. Từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tân xác định công tác giảm nghèo, nâng cao mức sống người dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Qua đó, hàng năm địa phương đã tập trung nguồn lực hỗ trợ cho người dân như xây dựng nhà ở, giống cây trồng vật nuôi, hỗ trợ vốn sản xuất hộ gia đình, tạo việc làm cho lao động, đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho người dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đã tăng lên trên 60 triệu đồng. Công tác giảm nghèo tại địa phương cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của toàn xã chỉ còn 4,9%. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, nhà nước với đảng quan tâm là cho tôi đầu tư vốn cho tôi để chăn nuôi dê để sau này phát triển kinh tế nó ổn định hơn là cái nuôi trồng thủy sản. Thì bây giờ giá cả thị trường của dê thì cũng thấy ổn. Từ cái chỗ đó mình chăn nuôi dê thấy nó có mà phát triển cho kinh tế gia đình hơn. Trong những năm qua, Vĩnh Tân đã tập trung triển khai nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới nhiều công trình giao thông nông thôn. Các tuyến lộ từ trung tâm xã đến các đường huyện đều được nhựa hóa, các đường trục ấp, liên ấp được bê tông hóa, đạt chuẩn theo quy định. Với tổng chiều dài toàn tuyến ở xã trên 100 km, qua đó không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, mà còn góp phần rất lớn trong phát triển kinh tế xã hội địa phương. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng đã vận động người dân trồng bông gian đường, diện mạo nông thôn ngày càng thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Thì ở đây cũng chi bộ về ủy ban dân xã có chủ trương đằng này cũng quyết tâm, người dân quyết tâm xây dựng cho nó đẹp, như ương bông tại chỗ để trồng, dọn dẹp từ tháng hàng tháng để cho cái đường nó đẹp hơn. Nhà nước đã ra cái chủ trương để xây dựng nông thôn mới, các thứ như làm lộ rồi đường, thì ngang tôi thì tôi có thể hiến toàn bộ đất rồi công để cho nhà nước làm. Vận động tích cực bà con trong công tác tuyên truyền, vận động cho mà bà con đây trồng bông hoa kiển chứ cửa nhà đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp. Từ khi mà có cuộc vận động mà xây dựng nông thôn mới đến giờ á, nói chung là người dân là tích cực hưởng ứng các phong trào của địa phương đi vận động là rất nhiều, mới có như cái ngày hôm nay. Để tiếp tục xây dựng hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, các cấp ủy đảng, chính quyền xã Vĩnh Tân đã tập trung chỉ đạo các ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy tối đa sức dân trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời khai thác và phát huy tiềm năng lợi thế sẵn có của địa phương, thực hiện hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, hoàn thiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là nâng cao mức sống của người dân. Đơn vị xã Vĩnh Tân cũng được tập trung nhiều cái nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Ở trong đó thì có đầu tư về hạ tầng, rồi các cái xây dựng cơ bản, rồi các cái mô hình phát triển kinh tế. cũng như phối hợp với chỗ ngân hàng chính sách xã hội và hội nông dân của thị xã thì cũng tạo điều kiện để cho bà con tiếp cận được các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các cái tiêu chí để nâng dần các cái tiêu chí để phấn đấu là chúng ta sẽ thực hiện ngày càng cao hơn nữa để tiến tới là chúng thực hiện nông thôn mới nâng cao. Qua hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, xã Vĩnh Tân đã có sự chuyển biến tích cực về kinh tế xã hội, đời sống của người dân không ngừng được nâng lên. Những kết quả đạt được trong những năm qua sẽ là động lực và là tiền đề quan trọng để Vĩnh Tân tiếp tục phấn đấu thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới. Chương trình thời sự tối nay của truyền hình Sóc Trăng đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại cũng vào khung giờ này ngày mai trên kênh STV truyền hình Sóc Trăng.